放开！我妈！你摸你摸没？刘伟。 Ôi gì? Rãnh hả anh? Ừ rãnh này sâu thế. Đây này, nó đi lại chứ này. Ừ rồi rãnh rãnh sâu vậy á. Rắm à? Hút à? Rãnh sâu lắm. Ui dồi. Cái gì? Ui dồi ôi. Ui 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 ơi. Ui trời ơi đúng rồi. Ui sao mà to vậy. Ui ôi trời ơi. Đúng là người thật. Xác này lột lâu rồi. Lâu chưa? Lâu lâu mà to nhỉ. Ôi quá to luôn. Xác như cái tã. Yeah. Thế mà đây không biết gì. Nó quanh quanh ra đây. Xác to thật. Thì sáng thì con này phải trên 50 cân đấy nhỉ. Quỳnh ơi. Đại ơi. Thế đối lâu nhỉ. Lâu thế nhỉ. Để cho mắt ra đây nữa. Đây. Cho mắt ở đây nào. Mắt ơi mắt ơi. Đây là mắt ơi mắt ơi. Mắt cái xác lột kinh khủng luôn. Đây. Ờ. Xác rồi. Mẹ xác này nhưng mà xác này lột lâu rồi. Khô mẹ rồi. Ui dồi. Ui dồi. Mắc này. Mắc này. Đây coi. Mắc. Mắc mắc mắc. Ui dồi là. Ui thế thì to đúng rồi. To bằng. Thế người đấy. To bằng người rồi đấy. Ghê chứ. Ui vãi chuẩn. Vẽ cái xác to chưa. Khiếp này đúng là ôm luôn đấy nhỉ. Mẹ. Sợ thật kì. Mấy kỳ quá cái xác nó to kiểu này. Quá to. Đấy nơi người đánh hơi kìa. Mắc thì tìm coi. Thì mình chia ra đi, chia ra tìm xung quanh khu vực ấy đi. Ghê nhìn cái vảy đó, cái bụng nó này. Đây là vảy lưng, không phải vảy bụng. Vảy lưng, vảy bụng nó phải vảy lưng ấy chứ. Không phải vảy bụng. Thế thì gọi là đến mới được gọi là hơn nửa tí. Nó chắc đi lùng quanh đi rồi. Chưa được hơn nửa đâu. Con này to này. Đây là vảy lưng nó, lưng rồi đó. Mày vảy ra xem. Lưng của nó đã 30 mấy phần, gần 40 phần này. Rồi rồi. Lưng của nó này. Đây là nó còn co lại này. Ghê chứ, thế này thì Mark đâu à? Đi tiến đi. Vậy ai bị gặp tối phải gọi hay là nó cắn rồi gọi nhá. Mark đâu? Đi đi con. Con này nó tôm rồi chưa? Con này nó lột lâu rồi bây giờ nó lại. Mark đi đi. Cái này nó lột lâu rồi em ạ. Chia nhau tìm anh ơi. Thấy gì ở nhá. Thấy gì nhớ ở đây. Đến xung quanh nữa hả? Đâu cả không? Ui trong này lắm gai lắm. Nó chui vào hết mà. Anh đi vào cái chỗ ui, giật mình. Ui cái cây này. Cái gì? Cái cây tưởng chắn nó bò dưới bên dưới. Cái gì nó đổ chỗ này chắc không có luôn, có là nó đi cái cây nó phải cái đóng lá ngay. Cái số hổ này nó ấy đấy. Đóng lá ngay. Nó đi ở dưới thì làm sao động lá được. Mình quanh đấy vào. Mình phải đập thì tới đến lúc nó động nó chạy. Kia. Trong kia. Trong nó đập mới xem không. Có gì đấy Quỳnh? Hả? Có gì à? Gì đó? Có nhãn không? Nhìn xem nào, nhìn xem. Nó đi kiểu gì nó cũng để lại vết ấy. Nó đi để vết nhưng mà nó to. Sợ to quá. Nó ở lùm cây đéo để lại. Nhưng mà giờ nó có đi ở đây không ấy chứ. Có khô đấy. Có khô nhưng mà còn. Nếu mà nó to à, để sang kiểm tra xem nào. Chưa đâu mà bên đấy có không anh Sướng ơi.
Cái gì ấy? Đâu đâu đâu? Ở đâu ấy? Như là lên lách một cái đường luôn. Ừ này. Nhưng mà nếu đường này nó đi vào hay là đi ra đây? Nhận hết thì đây thì nhìn qua đường này. Cắm lóc vào đây. Cắm này cắm ấy. Cắm xuống dưới cái này rồi. Nhưng mà không biết nó đây là cái đường chưa, này. Chưa đâu. Không, chỗ này cô viết đi anh ơi. Viết đi đây để nhận tin. Thôi anh đại ơi. Trong này luôn. Dễ hết luôn à? Ừ. Cố vết chó nó ngủ luôn. Thế khu này. Khu lùng hay nó đi ra bãi đất trống rồi. Nó mà đi lên rừng cái gì? Tìm được cái nịt. Nó có già đấy không? Ở kia nó có sông cơ. Sông mà nó sợ bò núi kìa. Không tìm là nó bỏ lên núi đấy. Cái này di chuyển nhanh thế nhỉ? Di chuyển nhanh lắm. Giống là rừng này. Anh Quỳnh thấy ra sao ơi? Cú bảy ơi. Cái gì ấy? Đâu đâu? Ờ rãnh nó đi này. Vết cái rãnh nó đi à? Cố vết thôi. Chỉ có vết thôi. Đây cái vết này đi này ác đi. Anh nó đi rồi, tôi nhớ đi theo men rãnh rồi. Anh thử men theo khu để em sang chạy sang khu kia xem nhá. Ây ôi. Cái gì ấy? Ở đâu ơi? Gì ấy? Mất túi gì anh Tài ơi? Mất túi gì ấy? Gặm có thấy cái gì đâu. Từ từ tả đi nhá. Không thấy gì. Mắc. Ê, không tải nhá. Gai. Mắc mình bị sổ tổ không à? Không phải. Cái gì đâu? Gai đấy đây. Còn gai. Đâu? Anh xem nào. Gần ngay đây à? Ôi, đấy, mà có sao kìa? Chắc con... Đấy! Ôi! Cắn vào ấy! Đây, đây, đây! Nhìn thấy chưa? Chưa thấy! Mắc rồi! Ai biết được? Thế vừa rồi là nó cắn con rắn chứ. Con gì mà cắn con nhái. Đúng vậy. Dạ, nó ngay chỗ này này. Ngay đây. Mang đây cái gối quá. Ở đâu? Đây nó chỉ ngay chỗ chân tải thôi. Cái này nó bò xuống ấy rồi. Xuống ao rồi. Còn đấy nó phi xuống ao rồi. Phi hoặc là phi lên. Đứng đây không gì, phi lên. Yeah. Hay hủ mang.
Nhả mồi nó xuống mẹ rồi. Ừ. Tiếc kìa. Anh Đại đi lùng lùng quanh xem. Mắc kìa. Thấy kêu phát bỏ ngay. Đâu ấy nhỉ? Mẹ vừa tao thấy cái chui nó ở đoạn này mà. Đây này. Đâu? Đấy, đuôi đuôi đoạn này mà. Vừa cạch phát này. Cạch á? Tìm sao? Ôi, cái gì? Đâu? Ôi, Bánh ơi. Bánh ơi. Phải không? Ôi, trái ơi. Ôi, con này thật. Ui, con này. Đây đây. Mạc. Ủa? Ui. Ui, đây đây. Ôi, nó ngay chân vừa dẫm qua không biết này. Sư phụ này, ngay chân này. Ui, luôn đi. Ui, ui. Làm im. Ui, cái đuôi. Đấy. Ôi, cái đầu, nó sang kia rồi. Đâu sang kia rồi? Chân nước ấy. Nước trên nước kia. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Một nó bơi rồi. Nó bơi rồi kia. Đâu rồi, nó đâu rồi? Vừa Đây. Ui, cái đầu kìa. Mắc ấy, cẩn thận. Ui, chú nó cuốn vào đây. Ủa? Đâu? Đây, đây. Đây. Con lạn mẹ rồi. Đuôi đây, đuôi đây. Đây. Con lạn mẹ rồi. Đâu nhỉ? Đấy, cái đuôi. Đuôi vừa trong mắt kìa. Thế nó phải đi thằng kia. Ừ, kìa. Vô. Ôi đuôi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi như này mọi người nhé. Mỗi một miếng này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đây! Kìa đây! Ui, to lắm! Ui, kìa, cẩn thận nha! Giữ đuôi! Kìa kìa! Ui, kéo đuôi lại! Kìa! Ui, kéo đuôi kìa! Ê, giữ đuôi này! Giữ đuôi! Ui! Kìa kìa! Kéo mạch ra! Kéo mạch! Mạch ơi, đi ra, cẩn thận con ơi! Mạch ơi, đi ra con! Ui, kéo mạch! Ui, sao con đi ra đi! Kéo mạch! Đây! Đầu kia. Đâu rồi? Ui giời ơi này. Tỏ lên. Cái đầu đâu? Đầu chỗ mày, chân mày ấy. Chân mày ấy kìa. Mày ngay quan. Anh ơi. Nó chui đây ơi. Ui giời ơi. Đầu kia. Ê đầu này. Quay quanh. Ui kìa nó ra kìa. Ui con mắt. Lôi ra đi. Lôi ra anh ơi. Lôi rộng ra. Mày ơi. Đâu đây.
Lịch sử. Cười. Bốn người khênh mà không lên được. Ôi kia.
Thôi từ từ gọi. Ôi, nhiều như vào tay kìa. Đây đây, từ từ. Gỡ được tay kìa. Đây gỡ được. Ôi, nó quấn đấy. Mẹ, nó to. Mẹ, ôi, nó bấm. Ôi, con này nó to dã man kìa. Khiếp thật đi. Ui dồi, màu tím đây này. Ra, kéo lên một đoạn nữa đi. Ánh than à. Từ từ, bánh cháy ra. Chân này. À, từ từ. Từ từ. Kìa kìa, nó quấn được tay kìa. Ui. Kìa kìa, chạy lên. Thấy không? Nhá. Lôi lôi đi. Lôi 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 lên. Tung rồi. Ôi, lên đi. Lên dần đi. Kìa. Ôi, ôi. Kìa kìa. Lên đi. Lên đi. Lên đi, lên đi đừng lãng thôi. Ôi. Mẹ, đâu rồi? Tàu đi. Hả? 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 Ui giời, giả thiết quá rồi. Mạnh lên Quỳnh ơi, cố lên. Đừng để nó thúc vào cho. Kê phải vô, kê phải cầm được đầu xuống cho đầu lên nhờ. Nó vặn, nếu nôi được. Đầu nó vặn tay mình cũng cắm được đầu đó. Thôi được rồi, cái này không cho nó rút được được. Hả? À bây giờ đây. Lưng dịch nó rút dưới đấy. Ra. Ra. Hơi. Hơi. Ra. Đi đi vào đây. À. Hơi. Hơi. Cẩn thận nó cắn nhá. Nó lăn tăn, rút đầu rồi. Ra. Vào, vào, hai, vào. Đâu rồi? Ôi, kia kia. Rồi, 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 ra. Hai, ba. Ui, ổ luôn dài, 7-8 mét nhá. Đây, đây, đây. Đâu, đâu rồi? Đâu lên đây đây. Thằng này quay đến kia đây này. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Dạ. Lại lưng em, kéo bên, kéo bên rồi á. À, đỡ đỡ kéo vào trong này nhá. À, ba, ôi rồi. À, anh Quỳnh lên kia, anh Quỳnh lên kia. Kỳ một lồng này đến hai tạ, lồng gồng dã man. Có được không? Có đi 28 nha. Con này nhẹ cũng phải tạ 6. To hơn người luôn này. Sợ thật đấy. Camera ta to hơn to. Ôi giời ơi, anh Quỳnh bé tí này. Anh nằm lại đi vào. Con này nó to nhỉ. Con này là con. Ui nó khư. Ui nó khư. Tuy nhiên. Ui nó khư. Nó trời như tiếng gió ấy. Chứ con này to con này. Bốn người không khênh được. À, anh em mình kéo. Quá khủng khiếp. Kéo ở chỗ rộng rộng này. Sao một người chạy về lấy đồ. Không đi. Không đi, Quỳnh lên. Lên lấy túi ở làn, túi làn của mình ấy. Cầm đây để đút vẽ vào đây luôn đi. Không khiêng luôn. Không khiêng lên. Chứ bây giờ cầm đầu với mỏi tay lắm. Mỏi tay á. Anh đã anh ấy sắp sửa ấy rồi đi. Kéo con này nó to. Nó kỳ kinh lắm. Dã man. Sợ chứ không đứng nổi lên nơi rồi. Con này em phải 7-8 mét. Dài lắm. Con này to nhất. Đây mọi người mình quay cận cảnh mọi người xem cái đuôi của nó này. Sư phụ phải lấy cái đuôi tí xong rồi xoa. Đấy cái đuôi nhá mọi người nha này. Nó to thế mà. Con này phải tầm 7 mét. Đây mọi người có thể nhìn cái chân của mình đây. Mấy cái người nó đây. Đấy nè. Ôi dồi ôi. Từng chưa. Dài, mọi người chưa? Con này phải 7 mét. Đấy, nè. Hai tay phải cầm đầu. Trời cái chân này, ui trời ơi. Còn nó vật cơ. Nó quấn ở đấy. Quấn đấy. Nó nghỉ kinh nhất. Tê tay à? Tê chứ. Bây giờ mà thả ra là nó rút không kéo được nữa. Thả ra rồi là giờ mình đuối sức à. Nhưng mà được con này cũng sướng. Ui. Bụng nó to đùng lên, nó ăn chắc được vài nút khoảng 2-3 con gà rồi gì nữa. Ghê tởm. Con này này, người. Trước cái này gặp con này đúng không ạ? Con lần đầu tiên đấy. Nó nhăn nhẹo lại, ui giời ơi. To. Cũng là lần đầu tiên mình gặp cái con khủng lồ này. Quý cái đã đấy. Con này cầm đầu là ba anh em mình khoác con lên vai khênh vào đây đi. Con này nếu mà bảo là lấy cái da là làm được trống nhờ. Lấy cái trống. À tập trung vào đây nhá. Nhiều cái trống. Quỳnh vào đoạn giữa kia. Chúng ta đoạn này đúng. Ra, tập trung lên. Đại cầm đầu nhá.
Đây đi. Ui giời. Ui giời ơi. Sống vô. Ui giời. À bây giờ nhá. Thầy đặt cái kia nhá. Mày sẽ cái gì nhá. Rồi. Ui nó kì cái đầu kinh nhá. Cố đi. Cố lên. Lên được không? Ui tuột hết rồi, cho anh Đại rồi. Ôi kìa. À cho cố một tí ra đây. Đưa tay. Quên. Quên để lần chắc. Đánh như này mẹ, dã mày. To khủng khiếp. Tàu lên đây. 2, 3, ôi, lên đây. Nào, cố ra đoạn rồi. Hết đoạn này. Ui. Đấy, con đây. Ui, 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 ui. Đấy, Đại bỏ đầu ra. Phá ra. Ui, to. Mẹ con này. Lịch sử chưa? Lịch sử. Hả? Con này lịch sử chưa? Anh có nhớ năm ngoái mà bốn anh em mình bắt được một con đấy không? Mà đã nặng vật vã rồi thì là đây con này to hơn. Nhưng mà con này là con thứ mấy rồi ta? Con thứ năm à? Thứ năm. Thứ sáu năm à? Con nọ. Đính tướng nọ, hôm nay con này con thứ năm rồi. Con thứ năm. Nhưng mà con này. À, nhưng con này con to nhất đi. Con này to. Con này phải bốn người khanh, năm người vật lộn. Là. Con này nó ở chỗ vỉa than nhỉ. Nó nhìn đấy nhỉ. Dẫm nó sướng chưa? Ôi dẫm không cảm giác gì ở chân. Bởi vì ở dưới nó có nước đó. Thì vừa rồi em cũng xuống em như em dẫm vào đó mà em cũng không biết gì đâu. May nó không quay nó cắn phát đi. Mẹ vãi cứt. Nó cắn rất cụt chân. Con này. Mở tay à? Tê tay luôn. Mọi người nhá. Thì anh em mình hôm nay là có một cuộc gọi khẩn cấp của bà lão ngay cạnh xóm là phát hiện ra là con chăn nó vào nó ăn gà, ăn đàn gà của bà. Thì anh em mình đang trên rừng để quay đường và quay về để xem như nào. Thì sau một hồi truy lùng thì bây giờ là thấy được nó nhờ có công của mắc nữa. Thì nói chung là con này là anh em mình bắt thời gian vừa rồi đây, con này là con thứ năm, con này là con thứ năm mà con này gần như to nhất. Con này vào đi kiểu đang ăn gà. Thì năm con thì anh em mình đã mới là nấu cao một con. Con này phải hai nồi. Thì bây giờ mình sẽ cho con này về. Và nếu như mà tức là một con này anh em mình đã thịt nấu cao mà Trần Thạch sẽ đăng trên kênh Trần Thạch Vlog cho mọi người nhé. Thế còn ở nhà là còn 3 con cộng thêm một con này nữa. Bốn con đồ này. Và con này là con to nhất. Như kiểu năm nay chúng mắn ấy nhỉ. Sắp Tết. Đây sắp Tết. Thế là có bánh trưng nhân thịt chăn. Từ đó Tết làm mấy con nữa là Tết tiêu không phải. Đấy. Rất là to. Nó rất là to. Lúc nó há mồm nó còn tí vào bàn chân mình luôn. Đấy mọi người. À là quần đà khổng lồ. Đấy thì nói chung là video này mình cũng xin kết thúc lại đây rồi mọi người. Và mình sẽ review cho mọi người xem. Anh em mình bắt được 5 con. Thì một con là mới cho hấu cao, còn 4 con. Thì sau này mình sẽ review cho mọi người xem 4 con chăn khổng lồ của anh em mình sẽ như thế nào. Mọi người xem video thì nhớ like và cái kênh ủng hộ cho mình và ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm ẩm thực vùng cao nha. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người nha.